tới quý vị khán giả một bài chắc chắn là khi Hương cất tiếng thì mọi người ở đây biết. Tên của bài hát là The Words Today, sáng tác origin bởi người Nga Jane Ruskin. Cái bài này thì Thư Hương thấy nó rất là phù hợp với cái không khí và cái tình cảm của mọi người đêm nay. Thứ nhất là nó về tuổi trẻ và về cái lý tưởng lãng mạn của tuổi trẻ. Và hơn nữa thì nó là câu chuyện xảy ra trong cái quán rượu, nơi mà mọi người đến để có thể là nói chuyện với nhau, chia sẻ, ca hát và cũng như là uống rượu. Và đồng thời là qua tất cả những cái hoạt động như thế thì có thể cùng nhau sẻ chia và giúp đỡ đến với một cộng đồng lớn hơn. Xin mời quý vị.